Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Và để có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Em mong chị có thể bớt chút thời gian để cho em một lời khuyên ạ. Em và anh ấy quen nhau cũng một thời gian rồi, chúng em ở xa nhau, một năm gặp nhau cũng được có vài lần thôi. Có nhiều lần em có chuyện hay ốm đau, anh ấy cũng lo lắng, quan tâm em nhiều hơn. Anh ấy chỉ trách bản thân mình vì ở xa nên những lúc em như thế, anh không có thể bên em, động viên em được. Vì công việc nên chúng em đành phải chấp nhận yêu xa. Nhưng cách đây khoảng một tháng, em gọi anh mãi nhưng anh không nghe máy. Mặc dù tối hôm đó chúng em vẫn nói chuyện bình thường, hai đứa không có chuyện gì cả. Sau đó em thấy Zalo anh tắt mà anh không nói gì với em. Sáng hôm sau thì anh lại xin lỗi vì đã làm em buồn. Em cố hỏi anh là sao em gọi anh mãi mà không được, anh bận chuyện gì không, nhưng anh không trả lời. Em rất buồn chị ạ. Khoảng một tuần sau em có nhắn tin cho anh, dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe để làm việc, rồi em không nói gì nữa. Anh đã xem nhưng không nói gì cả. Đến bây giờ thì em biết anh đã hủy bạn kết bạn Zalo cũng như Facebook của em. Hai đứa trở thành người xa lạ. Thực sự em rất buồn chị ạ. Em rất muốn hỏi lý do tại sao anh lại im lặng. Nếu anh sợ em buồn vì hai đứa ở xa, anh không lo lắng được cho em thì cũng nên nói rõ chứ. Nhưng em cũng sợ em sai khi mà níu kéo họ chị ạ. Mong chị chia sẻ và cho em lời khuyên là em có nên hỏi rõ anh ấy không ạ. Em cảm ơn chị đã lắng nghe tâm sự của em. Chúc chị luôn hạnh phúc và thành công. Em thân mến, đọc câu chuyện của em thì chị có một cái nghi ngờ đối với người đàn ông này, là anh ta có vấn đề. Có vấn đề đằng sau anh ta, chứ anh ta không đơn thuần như em nghĩ. Em có nói rằng bọn em quen nhau nhưng ở xa nhau. Em không nói là bọn em quen nhau như thế nào. Em tìm hiểu về người đàn ông này được bao nhiêu rồi. Anh ta xa đến mức độ nào mà mỗi năm bọn em chỉ gặp nhau được có mấy lần, đúng không? Bởi vì với những cái biểu hiện của anh này ấy, thì nó giống và rất giống với kiểu đàn ông mà tình huống số 1 là có vợ rồi hoặc có người yêu rồi. Đó. Có thể em ở xa nhau em không hề biết, có thể anh ta bắt cá hai tay em không biết. Đó, rất nhiều tình huống mà con gái bị lừa như vậy mà. Có thể là vợ anh ta hoặc người yêu chính thức của anh ta biết anh ta có mối quan hệ với em, và sau rồi người ta bắt là phải xóa Facebook, Zalo hoặc kết thúc với em, thì cô gái kia sẽ tha thứ cho người đàn ông này và tiếp tục cái mối quan hệ đó. Thì rất có thể người đàn ông này khi bị phát hiện rồi, hoặc là vợ của anh ta phát hiện rồi, thì anh ta sẽ phải làm theo đúng như vậy. Nhưng mà anh ta cũng không dám nói sự thật cho em. Đó, có thể là anh ta dùng một cái kế hoãn binh, là bây giờ là cứ tạm thời xóa em như thế, tạm thời chặn em như thế để trấn an cái cô bên kia chẳng hạn. Đấy, thì rồi sau này một thời gian nữa khi mọi thứ nguôi ngoai rồi, anh ta sẽ lại bắt đầu liên hệ với em và tiếp tục cái mối quan hệ này. Đó, thế cho nên là chị hy vọng rằng em sẽ đủ tỉnh táo trong các mối quan hệ yêu xa để tìm hiểu thật kỹ về cái người đàn ông đấy. Em quen anh ta bao nhiêu lâu rồi? Mấy năm rồi? Em đã từng quen với bạn bè của anh ta chưa? Bố mẹ của anh ta chưa? Biết hoàn cảnh gia đình anh chị em của anh ta như thế nào chưa? Đó, khi yêu là mình phải tìm hiểu tất cả những cái này em ạ. Chứ mình không thể nào đơn thuần mà chỉ nghĩ rằng chỉ có một mình người đấy thôi, rồi bị lừa lúc nào không biết. Mà bây giờ những cái biểu hiện của anh này nó rất là đáng nghi. Nó không có biểu hiện là anh ta chán em, anh ta mệt mỏi với em, hay em đã làm gì mà khiến anh phật ý. Không, nó giống hơn cái biểu hiện là một người đàn ông vụng trộm và bị phát hiện, sau đó phải xóa đi tất cả các dấu vết. Đó, và rất có thể em là một người đã bị lợi dụng trong thời gian qua. Chị không biết là mỗi năm mà em gặp nhau mấy lần đấy, em có đã trao thân cho anh ta chưa. Còn nếu mà đã trao thân rồi thì lại củng cố thêm một cái suy nghĩ, đấy chính là anh ta lợi dụng mình. Nhưng kể cả chưa trao thân đi chăng nữa thì một người đàn ông đôi khi người ta cứ tán tỉnh em như vậy, người ta nói yêu em như vậy, ít nhất có một người an ủi mình về mặt tinh thần thôi, thì đấy cũng là một cái sự ngoại tình. Nếu như anh ta đang có một mối quan hệ khác, nếu như anh ta đang có vợ hoặc đang có người yêu, với những cái biểu hiện này thì chị rất sợ, rất lo sợ là em đang bị anh này lừa và anh này đang có vợ hoặc đang có người yêu chính thức rồi. Đấy, bởi vì bằng cái linh cảm của một người mà đã tư vấn cho rất là nhiều bạn,
và những cái tình huống mà những người đàn ông mà có vợ rồi thì cũng hay làm như thế, thì chị thấy là rất có thể nó nằm trong cái tình huống của em đấy. Cái thứ nữa là bây giờ ấy, khi mà anh ta đã cố tình chặn những cái đấy thì em cũng phải biết rằng mình là gì trong cuộc sống của anh ta rồi. Một người đàn ông chân thành với em mà nghiêm túc với em, đằng sau không có một cô gái khác thì không bao giờ phải làm những cái chuyện như thế cả. Đó, mình phải biết rằng mình không là gì với người đàn ông này nữa. Bây giờ em có nói rằng em muốn hỏi thẳng anh một câu, cứ hỏi thẳng đi cũng chẳng mất gì cả. Đúng không, em cứ hỏi thẳng đi mà rất có thể là em hỏi anh ta cũng không trả lời đâu. Chị nghĩ là như thế. Nhưng mà em muốn hỏi thì em cứ hỏi, còn trả lời hay không đấy là quyền của anh ta. Và chị nghĩ rằng anh ta sẽ không trả lời. Thì em cứ hỏi một câu để biết rõ chắc chắn. Em chẳng có cái việc gì mà không dám hỏi cả. Dù sao cũng yêu nhau một thời gian dài như thế rồi, tự dưng như thế, mình xứng đáng với một lời giải thích mà, đúng không? Có chia tay mình để quay trở lại với vợ hay người yêu thì cũng phải nói một câu để cho mình biết chứ. Nhưng mà thường thì những cái người người ta vụng trộm như thế, người ta không thể cho em biết được. Người ta muốn lừa em thì người ta không thể nào cho em biết được. Cho nên là nói chung là mình hỏi thì cứ hỏi để xem thế nào thôi nhá. Còn chị nghi ngờ cái người đàn ông này sau một thời gian nữa nguôi ngoai là sẽ liên hệ lại với em đấy, hoặc là dùng một cái nick khác để liên hệ với em đó. Họ luôn luôn có chiêu trò của họ mà. Nhưng mà em phải tỉnh táo. Một người đàn ông với những cái biểu hiện như thế này mà sau khi quay lại nhắn tin cho em hoặc sau này nhắn tin cho em ấy mà không có bất kỳ một sự giải thích nào rõ ràng mà thuyết phục được mình, mà chị cũng nghĩ chẳng có lý do gì để có thuyết phục được em đâu, bởi vì nó chẳng có cái lý do gì để làm như thế cả, thì chị nghĩ rằng là không nên tha thứ. Bây giờ thì chị nghĩ rằng em nên tập trung vào cuộc sống của mình và cứ coi như là mình bị lừa đi. Nếu như sau này anh ta cũng không bao giờ liên hệ với em nữa thì thôi, càng chắc nịch là thôi mình bị lừa rồi, mình ăn một cú lừa thôi, mình rút kinh nghiệm để lần sau mình sẽ tỉnh táo hơn. Còn nếu một thời gian nữa lâu ấy mà tự dưng anh ta lại nhắn tin cho em ấy, em không có nghĩa vụ phải tiếp nhá. Em ở đây không phải miếng bánh miễn phí, lúc nào anh thích ăn thì anh thò tay anh vụng trộm một miếng, xong rồi khi mà bị người khác phát hiện thì anh giấu đi, không ạ nhá. Với biểu hiện như thế, chị có thể đoán là anh này không chân thành với em. Và nếu không phải lý do là vì anh ta có vợ hay có một người khác thì chị nghĩ rằng dù bất kỳ lý do gì thì đây cũng không phải là một người đàn ông yêu em thật lòng nhá. Thật lòng không bao giờ có khái niệm như thế cả, không bao giờ có những hành động như vậy cả. Cho nên là em phải tỉnh táo để nhận ra. Bây giờ tập trung vào cuộc sống của mình, rút kinh nghiệm từ mối tình cũ, để dù có yêu ai mình phải tìm hiểu thật là kỹ. Và cái thứ nữa là đừng trao thân cho một người đàn ông quá sớm đấy. Chị không biết là em đã có cái chuyện đó chưa, nhưng mà thực ra cái chuyện mà mình không trao thân quá sớm cũng là để mình sẽ xem là một người đàn ông người ta tiếp xúc với mình với cái độ chân thành như thế nào đấy. Một người đàn ông thực sự yêu em, họ sẽ có sự kiên trì trong sự chờ đợi và tôn trọng em. Còn nếu một người đàn ông không chờ đợi được thì nó cũng thể có thể chứng tỏ rằng người ta cũng không chân thành với mình đấy. Cái thứ nữa, lần sau khi yêu em phải tìm hiểu thật là kỹ. Quen nhau và chính thức với nhau rồi, phải công khai bố mẹ, rồi công khai gia đình, rồi quen với những người bạn của anh ý, để nhớ có chuyện gì mình có liên hệ chứ, để mình còn biết chứ, ít nhất là người ta cũng nói cho mình biết là anh này có vợ rồi đấy hay là chưa, đúng không? Còn bây giờ em chẳng biết gì cả. Bây giờ đến nói một câu để hỏi rõ ràng em còn không cả dám biết là mình có nên nói hay không. Giờ cứ hỏi đi, em chẳng còn gì để mất bây giờ nữa rồi cả. Nhưng mà tuyệt đối đừng có dại dột mà bây giờ tiêu tiền tốn thời gian vào cái việc đi tìm anh ta để làm gì cả. Một người đàn ông mà đã đối xử với em như thế, nhìn thấy tất cả những tin nhắn em gửi cho anh ta rồi mà vẫn không trả lời thì chứng tỏ rằng anh ta không yêu mình. Vậy thôi, quá rõ ràng rồi. Thì chị hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo nhá, để vượt qua cái mối tình này. Đương nhiên nó sẽ mất một thời gian, nhưng mà nói chung hành trình hạnh phúc mình vẫn đi, đi cho đến khi nào mình tới đích thì thôi. Có hạnh phúc với một người thực sự chân thành với mình và làm cho mình hạnh phúc, đôi khi một cái điều không may mắn xảy ra nó lại là một cái điều may mắn ấy. Em ạ, may mắn bởi vì là anh ta lộ rõ bản chất này sớm thì mình có thể rút ngắn cái thời gian đau khổ của mình. Em nhá, chúc em những cái điều may mắn nhất và sẽ mạnh mẽ để vượt qua một người đàn ông mà không có đủ sự trân trọng với em như thế này. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.